Chết tay siêu phẩm xe tải cũ chất lượng có 102 tại Hưng Duẩn Auto. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hưng Duẩn Auto. Và hôm nay rất vui khi em lại quay trở lại với các bác với chuyên mục báo giá một chiếc xe đang có mặt tại salon Hưng Duẩn Auto, đó là chiếc Taco Lin 350. Đấy. Em này thì phải nói là đẹp xuất sắc, một hàng siêu phẩm đang có mặt tại salon Hưng Duẩn luôn. Chạy chuẩn với các bác là hơn 3 vạn nhá. Xe đẹp như mới, nguyên bản, mới có điều hòa, điều hòa mát lạnh luôn. Con này phải nói là cực đẹp luôn, hàng cực phẩm luôn. Nếu bác nào mà xuống thì xem sẽ biết, con này nó đẹp như mới luôn. Đây, các bác nhìn cái ghế này, chủ trước họ rất là giữ gìn và không chạy đến chiếc này mấy, nên giữ chiếc xe này, ghế này còn mới toanh này, rồi những phần trần. Đấy, bác nào yêu thích cái đẹp nhìn em này là kết ngay. Đấy, tất cả trần nguyên bản hết nhá, được chưa? Đây, tất cả kính điện hết rồi. Đấy, các bác nhìn tabi cửa nó mới không, không một vết cặn luôn. Em này nói chung là đẹp quên sầu luôn. Đây này, các bác sờ những cái phần chỉ cửa này. Đấy, rất là mỏng, không bả mắt tít, không hề gì cả. Một em gọi là Olin 350 đời 2017. Đây, kính kiếp là zin hết ra. Đây, các bác nhìn rõ chưa? Đấy, kính kiếp là zin hết. Em này phải nói là nguyên bản đẹp xuất sắc luôn. Nên bác nào thấy phù hợp với công việc của mình thì kết luôn thôi. Em này không có gì để bàn cãi, để xem nhiều làm gì cả. Đây, các bác nhìn tất cả này, nội thất này là mới chưa? Đấy, thiết kế nhìn rất là tinh tế và đẹp nhá. Phải nói nội thất em này nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là thoáng mắt, nhưng gọi lại cực kỳ kiểu đẹp. Đây, các bác nhìn này, xe đẹp xe mới là nhìn biết ngay. Đấy, các bác nhìn nữa cái phần ốc ác ở dưới đoạn chân chưa? Chỗ này là chỗ hay bước lên bước xuống lên nha. Ọp ẹp nó rất là dễ và rất là nhiều. Nhưng mà các bác nhìn những con ốc như này thì các bác đủ thấy được là một chiếc xe nó đẹp như nào. Đây, tất cả máy móc mới đẹp. Đấy, các bác nhìn chassis Meli chưa? Đây này nguyên bản hết, không phải lo lắng một cái gì cả. Chạy nhíp cực khỏe luôn, tải trọng 3,5 tấn. Đây, các bạn nhìn những cái phần sàn sóng này. Được chưa? Phần sàn sóng này thì không có gì để xem cả. Các bạn nhìn nó đen bóng luôn, thẳng lừ, nó chả trở gì mấy. Đấy, một chiếc xe đẹp mà nó chất như này thì quả là một điều đương nhiên. Đây, các bạn nhìn những cái phần lốp này. Đấy, rồi lớp sơ cua chưa hạ nhá. Chạy chả được bao nhiêu lớp sơ cua, nó còn mới nguyên này. Cho nhìn lớp sơ cua chưa? Đây, sẽ mở cái thùng này ra các bác xem. Thì thùng này thì trước chủ trước họ bắn cái thùng nó cao hết lên. Đấy, cho nó kín. Đấy, còn nguyên bản của nó là chỉ ở lưng chừng đoạn giữa này thôi. Đấy, đây các bác nhìn là sàn em nó này, sàn chưa lót nhá, nhưng mà các bác có thể thấy những cái phần lòng sàn này nó vẫn còn đen của sơn của nhà máy này. Đấy, là một chiếc xe mà nó chất, nó đẹp, nó chưa xước được cái sơn, thì một chiếc xe này là quá là điều tuyệt vời cho một em gọi là xe tải cũ Olin 350. Chưa, hai bên thành thùng này. Để chỉ có chạy thôi, lốp mới cán dài. Con này kháng tận tháng 8 năm 2020. Thì các bác cứ kiếm 2-3 con nữa thì mới phải thắng lại. Đấy, đẹp chưa? Đấy, các bạn phải kiếm tiền thôi, không phải làm lại gì cả. Nếu các bác nào mà thích giữ xe, thích đẹp thì cứ lót thêm cho em một cái sàn thì tuyệt vời luôn, không phải bàn cãi gì nữa hết. Và em xin báo giá với các bác, em này là em Taco Lin
350 đời 2017, tải trọng là 3,5 tấn. Và giá của em nó là 275 triệu các bác nhá. Giá đã được liên miết tại Hương Giản ô tô. Nên ba nào thấy kết thì alo ngay số điện thoại bên em trên màn hình để sở hữu ngay em nó các bác nhá. Và ok, cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này. Chúc các bác một ngày mới tốt lành, hiệu quả. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký vào tượng cái chuông ở bên dưới để nhận được những video sớm nhất từ bên em các bác nhá. Và chúc các bác thành công, phát đạt, đi tốt, đi bền. Xin chào và hẹn gặp lại.